đấy, si của công huynh đây. Báo giá đi huynh. Ngày xưa thì không biết, ngày xưa thì khê tiền. Ngày xưa khê tiền 7 triệu. Ngày xưa là cứ cân lên tính tiền. Cứ cân lên tính tiền. 7 cổ có sân siêu. 7 cổ là có thương lượng. Già cổ. Già cổ. Bề cổ. Si chơi. Có quả. Chơi si rồi đang mốt đấy. Đúng. Đang mốt đấy. Triển lãm bây giờ. Còn si mẹ cái con cục cục mà phôi ấy, mẹ nó bảo 200 triệu. Alo nó bảo 200 triệu. Sợ quá nhỉ. Đây chỉ là chơi hoa quán là ăn hoa quả này búp đỏ đây đúng không? Đấy chậu cổ vậy, chậu đẹp luôn. Ừ, chậu đẹp chậu bạc thì đúng không phải đúng không? Đúng. Thôi đâu mà cứ đi vào cái chỗ là ông mua mà nát người. Đừng có ra triển lãm mệt lắm. Tranh gì mới mua đấy. Nói xong bà con nhà ai đó. Lý nó bảo là cái nồi thiêng kia nhớ. Đấy, đây là dòng dõi là quý tộc. Không có số máu làm sao mà phải mua được cái đấy. Ra đấy là để vãi tiền đấy. Ra đấy là một rửa tiền đi mà nộp tiền thôi. Còn mình đây là đưa thực kế. Kiếm này cao gạo là có thể là hết rồi. Đúng. Kia nó kiếm mẹ bao cây vàng nó vẫn rơi. Đúng rồi. Kia mẹ còn chưa cần bán cơ. Kia mẹ những thằng toàn những thằng mà một là buôn vàng, hai là buôn ấy, mẹ tiền nó đông rồi, cần gì bán. Cây đâu mà không cần bán. Cây nó bán nó phải lên được giá nó mới bán. Con này ông tự bảo nếu mà con này ông chuyển ra làm 3 cây thì cứ tết bao nhiêu tiền. 3 cây. Cây củ cây. Đấy rồi. À, còn đấy con đấy quái đấy, con kia là hoành tráng ấy, con quái. Nếu mà con này chuyển là 3 cây. Ba cây. Vừa quái vừa nghịch. Cắt cây đi này đấy, làm cái tủ thế này. Đấy, làm cây đây làm tủ thế này. Vâng. Cắt đây này. Đây này. Được, đây được. Một cây nữa, kia một cây nữa. Được. Hợp lý. Được chưa? Đấy, đấy, là, nếu mà chơi đấy là có cái ý tưởng rồi, còn ông nào mà mua về mà làm thì làm. Người mà ví dụ các cụ thì là thích chơi thì cứ để cái này cuối cùng. Vâng. Mà chơi thì dáng cổ. Dáng cổ. Ngắm thân, ngắm cây, ngắm chùa, ngắm bể. Được chưa? Đúng. Nếu không mấy thế là chơi mà. Người không muốn cắt và người muốn cắt. Người thích tỏ ra là thì lại có tỏ ra cả. Còn ông nào mà thích đi buôn rồi cắt ra mỗi cây bán 3 đồng thôi. Đúng. Đấy. 33 lại 9 đồng rồi. À. Ai thích thì cứ liên hệ nhá để mà giới thiệu gọi cho công huynh. Công huynh. Già đi. Già trắng mốc. Thế mà kiện nó nổ có đến 16 củ. 16 củ. Thì con trông. Con này á? Cái con nổ xong trên xe con phôi ấy. Vừa xong cái kiện đi. Có cho ông thấp thấp vừa đứng với em đấy mà. Ông đeo kính ấy. Đúng. Đó, em bảo lấy mà. 16 củ. Kích điển là 11 triệu một. Thấy chưa? Đấy. Có cái lời vàng ngọc của em mà. À đấy. Tấn gạo đấy. Đấy là cây cục cục rồi đấy. Nhưng mà này vào mất nó, này vào làm biết đâu rồi sau này là 100. Ông vừa nói chuyện với em đấy mà. Ừ. Vừa bán xong. Đúng rồi, tất nhiên người ta về người ta đẩy đi rồi. Nó mua thế nó tính toán chán rồi đấy. Vừa ngồi với em đấy mà thì em bảo là được. Nó đã tính toán chán rồi để nó về tạo tác sau rồi. Tất nhiên chưa trả ai ôm ở đấy để vứt cái cục tiền ở đấy. Không bao giờ nó học đâu. Mình nhìn ra một kiểu mình có làm nó bật cây. Đéo tưởng được. Đấy, vừa có vụ nổ lớn đằng kia. Vụ nổ à? Nổ cây tiền 17 triệu. À kìa, xanh à? 17 triệu đá. Đấy. Còn gánh nào? Bánh rơi 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 còn gánh nào?
không hoa sao quanh năm không lấy tiền, dòng này hoa đấy. Đúng rồi, quanh năm luôn hoa mà họ mà hoa lại bền, hoa chất bền. Bên. Hoa được khoảng tầm 3 tháng lại ra tiếp. Như phải bón thuốc ấy cả. Không phải bón, không có bón gì. Nếu bón vào là không có hoa. Cứ nhiều nắng à. Đấy, cứ già nắng thì không hoa. Đây này 1.3 triệu. Đắt thì chị cứ trả đi. Nó bằng người trả nó hơn thì bán. Đấy. Nhiều người trả đâu. Đúng rồi. Cái già nó khổ quá ấy. Giá rất khó lượng. Xe của ông bà nào đây không biết. Quá được già, thằng phố chị thấy cái cây nào nó già như này không? Càng dài nắng càng nhiều hoa. Đúng. Ổi đấy. À vâng. Ổi đẹp. Mặt trước này mới nhìn rõ được. Đấy. Ghê đấy nhỉ. Nhìn như cây Trung Quốc ấy nhỉ. Vừa nãy bảo 3 đồng nhỉ? 3 đồng rưỡi. Hợp lý quá. Đấy, về chơi đi, vui quá. Chơi đi bác. Hay quá. Nói chung là quả đẹp. Này, chơi rất là hoành tráng, vui. Đấy, vợ máu bột sai hơn chồng ạ. Vui. Vui rồi, vợ máu bột sai thôi, vui rồi. Đây để sang ông Lập có cái cây gì. Ông Lập còn có cái gì. Chơi cái gì? Chơi nhiều rồi. Cầm thị. Cây này vẫn toàn cây cũ. Và nó chơi cái này. Nhà bóng thì chơi một lần thôi. Đấy. Đấy. Một lần rồi mà. Đây là xong bắt đầu nó tự nó kết. Nhưng bây giờ đấy, lấy cây ổi hay ạ. Thác đổ như cây nước ngoài. Đây, chỗ này đông đúc thế nhỉ. Nổ rồi, nổ cũng kiến rồi. Đây. Lại gửi lại chậu à? Bán từ sáng rồi. Gửi lại chậu. Quay lại đây xem nào. Này chậu này. Chậu này. Đây là chị mua, anh có mua em cũng bán. Ồ, mày khéo ấy. Chúng cá. Đấy. Chuẩn. Nổ mấy tiền không biết. Mua được rẻ quá nhỉ. Đấy. Trực. Hôm nay quả được rồi. Trong để giờ đi chơi không quay nữa. Trong